Xin chào anh chị em đang đến với kênh Sông Nước Miệt Vườn. Hôm nay mình xem cái đây là cái chiếc bẫy chiều dài 7m7. Cano chiều dài 7m7. Hôm đó là chiếc này mình có quay một cái video rồi. Lúc trước là cái video ở đợt trước là nó bị hư cái sự cố cái hộp số này nè. Giờ khắc phục rồi, mới gáp vô để chuẩn bị chạy thử. Bữa nay thì đang câu thêm mấy cái sợi dây ga, dây cần số đang làm. Dây cần số, cái hộp cần số ở phía trước đó chưa đang làm á, chưa gáp, chưa ghế nữa. Rồi mình nói nhắc sơ lại cái động cơ này là động cơ thủy Yamaha. Đây SX370. Có dung tích xi lanh là 3700cc. Động cơ Yamaha này được 150 mã lực, 3.300 vòng tua trên phút ha. Được trang bị bộ lái thủy lực. Hôm nay có thay đổi, có thay đổi cái cây khác ha. Hổm cây màu đỏ, nay thay cây màu trắng. Động cơ này là dàn cầu được lắp lường. Vì sử dụng hộp số giảm tua cho nên đặt cái chân vịt hơi lớn, cho nên đặt cái độ xéo hơi xéo nhiều ha. Chạy nó có cái phần đẩy cái lái lên, nó mọp cái mũi xuống, nó chạy nhủi tới. Tại vì chân vịt lớn mà, nếu mà mình đặt mà cho nó song song theo mặt nước thì không được, cái chân vịt nó sẽ cọ vô trong cái lườn. Cái hộp số này nè, nó giảm mình kêu là 1.5 tua, là máy chạy 3 vòng, chân vịt được 2 vòng, cho nên chân vịt lớn ra buộc phải đặt hơi cắm xuống, độ xéo hơi nhiều. Rồi có những anh em góp ý kêu sao không mua cái loại chân vịt có đường kính nhỏ hơn để mình đặt cho nó bớt độ xéo một chút, cho nó hơi song song với mặt nước. Mấy chân vịt đó đâu dễ kiếm đâu, những cái chân vịt này cũng phải đặt người ta làm, đâu phải dễ kiếm được cái chân vịt như vậy ha. Còn đây là theo cái sự yêu cầu của người chủ, để yêu cầu là chống thêm, chống chổi thêm, chống chổi hai bên vô. Đây có mấy sợi dây ha, hai sợi dây đen này là dây dẫn dầu để thủy lực á, hai sợi xanh là ga với số, còn cộng dây trắng là có luồng nhiều sợi dây điện ha. Đây nè, còn cái sợi dây đen này là áp suất nhớt, áp suất nhớt ra đằng trước đó. Đồng hồ trắng trắng là báo áp suất nhớt. Cái vô lăng đó là gắn đỡ ha, gắn đỡ để chạy thôi chứ không phải cái vô lăng đó nha. Anh đang sợ đó. Nếu mà anh chạy biển là nó
Yamaha chạy rất là ngon ha, tiếng máy nghe rất là đã. Lắp cái đây gà dưới số dưới vô lăng lắp rồi ha. Ở vô lăng giờ để chạy thử rồi. Đây mình có lắp cái bơm nước tự động, có nước là bơm ra chỗ đó. Có cái bơm tự động đó, khi có nước nó ngập cái trái phao nó là nó tự bơm ra ha. Nước mưa hả? Bơm ra. Chiếc đó theo mình làm cái nắp đậy hầm máy á, mình có thể làm bằng giống như cái chiếc này được đó nè. Tại cái máy nó động cơ nằm thấp dưới. Nhưng người chủ yêu cầu làm là ở giữa cao lên để người chủ có thể ngồi đó câu cá rồi chơi á, nên làm nắp hầm cao lên giống như cái bên đây mà ở giữa cao lên vậy đó. Đang chuẩn bị chạy thử rồi cái hộp số như thế nào á, coi coi hộp số có ổn định chưa. Chạy đợt trước cái hộp số bị lỗi á. Giờ đang bắt đầu chạy thử trở lại nha, kiểm tra xem cái hộp số có ổn định chưa. Đó, nãy anh em nhìn thấy cũng rõ rồi ha, máy nó lên mà chống nó không lên. Ý nhầm nha, máy nó lên mà chương dịch nó không lên luôn á. Giai đoạn này thấy chương dịch nó lên hơi đỡ đỡ rồi đó.
thì chạy ngang mà không ghé bà. Theo mình nhận định thì hộp số hình như chưa ổn định đó. Theo mình dự đoán vậy thôi ha, tại không có đi theo cũng không biết. Tắt máy thở ghê rồi. Như hộp số ve lại không được rồi đó. Hồi đầu thì ve được. Tới lùi hết ăn luôn. Chúng đi trải nghiệm thử. Đó là người chủ của cái chiếc 7m7 mới vừa chạy lúc nãy nữa ha. Chúng đi trải nghiệm thử cái 7m7 của công ty Thiên Tân. Bị dầu bọt hay gì á. Này động cơ 6 máy nha. Động cơ đã tới 185 mã lực. Rồi được lắp cái dàn cầu ở phía sau vách lái nữa. Thì chạy trong sông mà ngon hơn là chạy ngoài biển nha. Chạy ngoài biển nó nhõng nhõng cái chân vịt lên chạy cũng được. Vậy cũng tùy theo mình sử dụng ha. Cái chỗ mình chạy là mặt sông bằng phẳng thì mình nên lắp ở phía sau lái, mình chạy đạt tốc độ hơn gần cả chục cây đó. Còn mình lắp ở dưới lường là mình sẽ chậm hơn một chục km trên giờ đó, ở 10 cây. Dàn cầu mà mình đặt ở dưới lường thì mình chạy ở những nơi như ngoài mé biển rồi có sóng rồi đó, thì mình không có bị hụt nước chạy. Nhưng mà bù lại thì tốc độ nó bị chậm, chậm hơn gần 10 cây số trên giờ. Chậm hơn là so với mình lắp đặt ở dàn cầu chân vịt ở phía sau lái. Mà dàn cầu chân vịt ở phía sau lái thì ra biển sóng nó đánh nhấp nhô là cái chân vịt khơi lên mặt nước chạy không được ha. Vì tùy theo cái mình sử dụng mà có cách lắp đặt khác nhau, sau lái hoặc là dưới lường. Đó là người chủ ha, đi chờ người chủ của cái chiếc 7m7 này nè. Là đi trải nghiệm thử. Đó, người chủ của cái chiếc 7m7 này ở Nha Trang á. Cái nơi đó người ta đi ở cái vùng ven biển á, cho nên có sóng. Buộc phải lắp cái dàn cầu ở phía lường chạy mới được. Còn anh em nào mà đi ở trong sông sóng ít đó, mình lắp cái dàn cầu ở phía sau chạy ngon lắm ha. Lắp cái dàn cầu phía sau giống vậy đó, tốc độ nó nhanh hơn cỡ 10 cây số giờ đó. Vậy là cái hộp số này của cái máy này là tiếp tục bị lỗi nữa rồi ha, không ổn. Nhưng mà trong cái nghề nghiệp đó, mình không có nói ra, mình chỉ cho biết là vẫn còn bị lỗi, tiếp tục khắc phục.
cái chiếc đó thì lắp dàn cầu ở phía sau vách lái, vậy chạy ở trong sông này tốc độ nó cũng khá lắm. Với lại động cơ này nó lớn nữa, động cơ 185 mã lực. Chiếc đó thì động cơ có 150 mã lực thôi, động cơ 4 xi lanh. Chiếc này động cơ 6 xi lanh. À, dàn cầu phía sau vách lái đó. Trời thì đang mưa lâm râm. Thì em thấy không, chạy phía sau vách lái chạy nó đạt hơn lắm. Với hai nữa cái động cơ này lớn hơn cái động cơ bên kia. Không phải, nó chạy nó dở, nó có tốc độ, nó có 340 nó là dở rồi. Dạ. Tại hộp số anh ơi, hộp số còn bị lỗi. Chạy được có lúc nó bắt được rồi hơi là xong luôn. Giờ nó hết bắt luôn. Rồi, video quay coi buổi chiều giải trí chơi vậy ha. Rồi cũng chúc quý anh em mình ai cũng có một buổi chiều vui vẻ. Để ha, hẹn lại cái video sau.